U23 Việt Nam phản ứng ra sao trước chiến thắng lịch sử lần đầu vào tứ kết ASEAN? Các cầu thủ Olympic Việt Nam đều đang trong tâm trạng rất thoải mái sau khi đánh bại Olympic Franhen. Vài tiếng sau trận thắng của Olympic Việt Nam trước Olympic Franhen, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã đăng lên trang cá nhân bức ảnh anh đang tranh chấp với một cầu thủ đối phương kèm dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam". Hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội chơi rất nỗ lực khi phải đối đầu với những tiền đạo cao to và đầy sức mạnh. Thủ thành Bùi Tiến Dũng lại ghi chú thích thanh xuân rực rỡ cho tấm ảnh mới trên trang cá nhân. Trước Olympic, Bùi Tiến Dũng chơi chắc chắn, đặc biệt là tình huống cản phá pha đối mặt của cầu thủ Rehen trong hiệp 1. Pha cú thua xuất sắc của Bùi Tiến Dũng đưa U23 Việt Nam tiến thẳng tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử. Tiền vệ Quang Hải cũng đăng tải tấm hình mới lên trang cá nhân, nhưng lại ghi chú thích khá khó hiểu, thèm quá đi. Không rõ Quang Hải đang khao khát điều gì, nhưng có lẽ là việc ghi bàn cho đội. Trước Olympic Bahrain, Quang Hải đã có nhất hai tình huống uy hiếp khung thành đối phương và chỉ thiếu may mắn để có bàn thắng. Tiền đạo Văn Toàn trên trang cá nhân chia sẻ tấm hình anh đang chia vui cùng Công Phượng, chứ không đặt chú thích nào. Có lẽ Văn Toàn muốn chúc mừng người đồng đội với bàn thắng duy nhất rất quan trọng. Cả hai cầu thủ này đều vào sân từ hiệp 2 và Văn Toàn đã gián tiếp kiến tạo cho Công Phượng lập công. Không thi đấu tại Olympic, nhưng tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh vẫn gửi lời chúc mừng tới đồng hương Công Phượng. Trên trang cá nhân, Hoàng Thịnh đăng tải tấm ảnh anh chụp cùng Công Phượng. Khi hai người ở trên tuyển cùng dòng chú thích, Phượng nở toe. Sau trận, tiền vệ Đức Huy cũng đăng tấm ảnh trong khá buồn ngủ của mình lên trang cá nhân kèm dòng chú thích, vẫn cứ là ok. Trước Olympic Bahrain, Đức Huy chơi phần lớn thời gian như một hậu vệ trái và tỏ ra kém hiệu quả. Tiền vệ sinh năm 1995 chơi tốt hơn nhiều khi được kéo vào giữa đá tiền vệ sở trường. Trang cá nhân của Liên đoàn bóng đá châu Á cũng đưa những thông tin về chiến thắng của Olympic Việt Nam tại ASEAN kèm dòng chú thích. Việt Nam muộn màng giành vé vào tứ kết sau khi đánh bại 10 người Bahrain. Tấm hình này của AFC nhận được hơn chục nghìn lượt thích và hơn 300 bình luận chúc mừng Việt Nam của cổ động viên châu Á. Không liên quan đến chiến thắng trước Bahrain, hậu vệ Vũ Văn Thanh lại hào hứng với trào lưu thực hiện thử thách vòng ngón tay trước mắt của Dele Alli, tiền vệ câu lạc bộ. Văn Thanh cũng chính là người gián tiếp mang về tấm thẻ đỏ cho Olympic Bahrain, qua đó khiến Việt Nam dễ đá hơn nhiều. Thank you.